Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời bởi vì là anh rất thích rừng. Cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Dạ, còn đây là cái việc mà muốn nhắn gửi là đó là chiếc áo của bác em. Hy vọng bác em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Bác em cũng là thần trụ trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ, của bác chính em. Bác chính em thì bác chính của con đã mất rồi. Bác chính. Vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ. Một mối tình, được mấy năm? Dạ, cách đây cũng được 2 năm ạ. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ, đúng rồi. Mình yêu nhau được bao lâu? Dạ, yêu nhau cũng được 1 năm mấy chị. 1 năm mấy, lý do chia tay? Tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì không phù hợp chị. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được cho nên là thôi. Đăng ơi, em nghe chưa Đăng ơi? Em có nghe thấy rồi. Ừ. Đăng có mấy mối tình rồi? Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây 5 mối tình, tại sao chia tay? Em nghĩ là do cái khoảng cách, vì em hay di chuyển lắm. Ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. Rồi em còn định đi đâu nữa không? Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi, chứ không đi. Đi nữa cái đổi người yêu nữa à? Chào em. Em chào chị. Ừ. Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng. Khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy. Thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Ừ. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu, có thể đồng cảm được cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính rồi. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu, chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn. Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà, thành ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Còn mình là không thích rồi đó. Mình không có thể thao là không thích rồi đó. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều á. Nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt. Nói nhiều quá là em sẽ đi tìm xe, chỗ xe, để xe mà ra đường. Vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Ừ. Đó, nãy giờ cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? Chào em gái, xinh, rất là xinh ha. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ, mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được, tôm tắt, với lại nhìn được là được rồi. Dạ. Thích đàn ông để râu không? Dạ. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính thì sao? Thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại làm sao không? Chờ ngủ mình tỉa. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ, em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Đó. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này tôi có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của cháu Tâm. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn. Mời nhà trai, đại diện nhà trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với hai người em. Hai người em. Hai người em hả? Rồi. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng.
Thì và chào tất cả các khán giả ở đây. Đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng, là một người rất là hàm hố nhưng mà rất là hiền lành. Em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ, em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha, mà hiền không em? Dạ, hiền lắm. Hiền khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không, anh ít khi nào mà la lắm. Anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh Đăng rất là bao dung. Giống như là ở trong chỗ em làm, anh Đăng giống như là bố già vậy. Bố già hả? Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên rồi. Mở rào. Tặng cái gì nè, có bao thư gì nè, tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh Đăng bị đứng hình rồi. Anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Dạ, nhưng là vừa chờ tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Rồi, còn mình? Thì trước tiên em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái thư. Thư anh đọc trước rồi xong anh gỡ qua nha. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021, chào anh. Em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh, Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm. Rồi, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Dạ, trong đây có quà. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời, bởi vì là anh rất thích rừng, cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Dạ, còn đây là cái việc mà anh muốn nhắn gửi là đó là chiếc áo của bác em. Hy vọng bác em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Bác em cũng là thần trượng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ, của bác chính em, bác chính em, bác chính của con đã mất rồi. Bác chính. Chiếc áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. Tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay thì nó rất là gấp, em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu, rất là xin lỗi cô dâu. Sorry. Xin lỗi nhà gái. Em thực sự không kịp chuẩn bị. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được. Người yêu ơi, khó mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân quên đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn. Chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ,